Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Nam từ nha khoa Đặng Xá Dental. Hôm nay thì bên mình có một bạn khách hàng đến vì hỏng vùng răng hàm hàm dưới bên trái. Khoa thăm khám và kiểm tra trên hình X-quang, chiếc răng này của bạn ấy đã sâu vỡ lâu ngày. Hiện tại thì còn chân răng gây viêm. Mình đã chỉ định cho bạn ấy là cần phải tiến hành loại bỏ cái chiếc răng này trước, và sau đấy thì phòng khám sẽ tiến hành đặt một cái trụ chân răng implant vào chỗ mắt răng. Xin mời các bạn chú ý đón xem. Thưa các bạn, như vậy là ca phẫu thuật đặt implant đã kết thúc thành công. Trong quá trình làm thì do là cái chân răng của khách cũng tương đối viêm và bạn ấy há cũng không được lớn lắm nên là quá trình làm cũng hơi khó khăn một chút. Tuy nhiên thì chúng tôi đã đặt được implant vào đúng cái vị trí mong muốn và sẽ theo dõi, và khi mà đủ thời gian implant ổn định thì chúng tôi sẽ tiến hành lên răng xử cho khách hàng. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi.